đổi mặt khác xem nào, mùa hè đi. Mặt này hơi hơi khịa. Mình vẫn thích màu đỏ này. Đấy, mặt tức giận rồi đấy. Không cho thắng nữa thì chịu. Tan hòa với thua. Mặt tức giận rồi đấy, tôi tức giận lắm rồi đấy. Bạn đi đâu rồi? Trước mặt hay sao? Moving to support you. À không phải, không phải Linh, phải STRV. Còn STRV vẫn trước mặt. Nó chưa chạy. Bắn đi Linh, bắn đi đồ chạy. Có cái gì đâu. Thôi. Thôi không sao, Linh nó cũng không muốn bắn thì mình cũng không muốn để bắn được. Không lộ này. Hai. Đốc một kill, 3 kill đều là của mình hết, ngon lành. Hay quá Linh ơi. Linh bắn tốt. 2 phút chiến đấu, 2.100 sát thương. Wow. Hấp dẫn thật. Rồi chiếm nhà thờ là đẹp này. Linh nó ở ngay đây. Skoda đang ngắm mình em. À không, thằng Linh đã đây rồi. Thằng Linh đã ở trước mặt.
Anh em tin đâu, thằng Linh nó ở đây này. 99,99%. À không phải, nó ở nhà. Có thể phải ai soi mình ta. Ai soi mình kết quả đấy nhở? Mình hơi bất ngờ đấy. Mình mất LT rồi, giải quyết chỗ này nhanh nào. Không giải quyết chỗ này nhanh là vỡ mồm đấy. Đéo chịu vừa vào ấy. Và đéo vào. Móc cho gì. Hết cả mồm. Nào vãi. Rồi xong. Lại vẫn bị lộ trước anh em ạ. Khó vãi thật. Linh nó đang ở ngoài này này, đúng rồi đấy. Thằng nào vừa binh là đúng rồi đấy. Đúng vị trí của thằng Linh đang chạy rồi đấy. Để thằng Linh. Chẳng lẽ ra phang nó. Để ở ngoài này đéo ổn. Anh em thấy mình đoán chuẩn không? Mẹ, đúng thằng Linh rồi. Nó chạy ngay rồi. Nó vẫn giữ sai mình. Khó vãi. Mất đầu tê. Cái đội nó chần chừ quá. Cái đội ở cánh 1-2 nó chần chừ quá. Đẩy nó không đẩy. Đẩy sớm thì không thua đâu. Đổ cây. Vừa đổ cây trong rừng. Nó vào trong rừng rồi. Norin hoặc là Indian vào trong rừng. Ơ, oh, nó về kìa. Nó đằng sau kìa. Trời ơi. Khó vãi. Linh nó đảo cái này.
Đây bản đồ Murovanka, một trong những cái bản đồ thuộc dạng là đảo LT. Nó lại chả làm gói cả cái phòng này. Linh, bánh lốp. Đó. Bó tay cái đội. Chết rồi, chết rồi.
Ui, tôi tê hết tay anh em ạ. Ui, anh em biết cảm giác mà để nguyên cái bàn tay trong 5 phút đồng hồ, để nguyên cái tư thế trong 5 phút đồng hồ, nó tê hết rồi anh em ạ. Mẹ, cái đoạn mà tôi bắn trượt, tôi bắn không trúng giáp khẩu pháo của Rasmus, nó ghi không trúng giáp cái tâm, tim của tôi nhảy ra ngoài anh em ạ. Tim của tôi nhảy ra ngoài luôn. Tôi bảo thôi xong rồi, 12 giây Rasmus nó thừa sức nó lên nó ăn tôi. Nhưng mà tôi không thể tin được là Rasmus trong 12 giây đấy không lên ăn. Hay quá. Và tôi anh thấy 50 giây cuối cùng, tôi bảo hòa không khác gì thua. Cược một ván ra slap shot. Trình độ slap shot của mình đâu hết rồi. Lấy ra đây. Wow, cảm ơn bác Giang Huỳnh rất nhiều. Cảm ơn bác Giang Huỳnh vừa donate, mình vừa nhìn thấy rồi. Anh em ạ, anh em biết quả cuối là tôi đánh cược tất cả không, chỉ còn có vài giây cuối cùng thôi. Tôi bảo hòa không khác gì thua, và tôi không muốn hòa như trận đấu vừa rồi. Tôi không muốn hòa như trận đấu của T95, và tôi quyết định cảm ơn hai bác Việt Nam trong trận đấu cùng nhắn tin cho mình. GG, ok, mình chỉ tắt GG. Anh em chắc là đang xem livestream đúng không? Mấy anh em này chắc là cũng biết đấy. Nhưng mà nếu anh em xem livestream thì chúc mừng mình ở trên kênh chat. Nếu mà đang xem livestream thì ok. Wow, 6.500 sát thương 9 bạn. Giá như tôi ăn được mạng của Chimera, ăn được mạng của ai đó thôi là tôi lấy được pool rồi. Là tôi lấy được pool rồi, hiệu pool rồi, là trận đấu lại còn epic hơn. 1.925 kinh nghiệm gốc. Cân tim. Mình xin lỗi anh em luôn là trong trận đấu vừa rồi, nửa cuối trận đấu mình không hề đọc kênh chat, bởi vì mình đang rất là muốn tập trung để có thể là thắng trận đấu này. Nên là bây giờ thì mình xin phép được cuộn lại để đọc, để xem anh em phản ứng như thế nào nhá. Mình phải tôn trọng anh em. Bật lại luôn replay. Anh em muốn xem lại replay không? Anh em nào muốn xem lại replay nào? Mình cũng muốn xem lại để xem mình bắn kiểu gì. Pha cuối Rasmus, tôi phải bắn 2 viên anh em ạ. Tôi phải bắn 2 viên liên tục mới xuyên được đó. Và rõ ràng là 539 sát thương còn lại đúng không? Sát thương của tôi là 530. 530 thì ok, nhưng mà lại thiệt hại quả đấy. Với lại không trúng giáp là. Ok, được rồi, anh em muốn xem lại bật nhá. Ok, cho anh em chiêm ngưỡng lại quả trận đấu trên Gold Solo. Pha vừa rồi là Gold Solo anh em ạ. Trận đấu vừa rồi là trận đấu Gold Solo. Được rồi, để mình xem lại nút nào ta. Thôi để mình thoát ra hẳn để xem lại.